Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn nút đăng ký và bấm vào nút chuông để nhận video mới nhất. Chào mừng anh em trở lại với channel Trẻ Em Game. Hiện tại có rất nhiều vị tướng tanker cực mạnh có vai trò quan trọng cho trận đấu. Điển hình ví dụ như là Roshi, Jimenez hay là cái tên quen thuộc như là Senia. Và có thể kể đến đó chính là thanh niên Toro rất là khó chịu. Vậy muốn trị và khắc chế các vị tướng tanker thì ta phải hiểu tanker là gì đầu tiên. Đoạn này S sẽ nói rõ ràng hơn, đặc biệt là cho anh em nào mới chân quân và đang trong giai đoạn làm quen với game. Nói nôm na thì tanker là vị trí tiên phong của team, có tác dụng gây nhiễu loạn cho pha giao tranh và là người hứng chịu sát thương từ kẻ địch. Vậy đó nhất định là các vị tướng máu trâu, giáp khỏe và các chức tức liên quan đến hồi phục hoặc là tăng giáp. Điều quan trọng nhất, trang bị của các vị tướng tanker này cực kỳ trâu, đặc biệt về thủ và máu. Vậy để trở thành một vị tướng khắc chế tanker, tức là những vị tướng đó phải có cho mình khả năng khắc chế các điểm mạnh như là máu và giáp. Vậy đó các vị tướng gì? Cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Top 5, Batman có cho mình chức thức phi tiêu rơi, có khả năng gây sát thương, được chuyển hóa thêm 24% mọi mất thành sát thương vật lý. Chính chiêu thức này khiến cho Batman của chúng ta trở thành một tay sát thủ chuyên đi săn đêm và rất tốt để trị các vị tướng tanker có đựng máu châu bò. Tức là khi đối thủ máu càng thấp thì lượng sát thương phải chịu càng khủng, tỷ lệ thuận với lượng máu hắn ta mất. Điểm yếu khiến người ta ít lựa chọn Batman chính là vì giá của vị tướng này không hề rẻ. Nhưng nếu có được Batman là vị tướng khắc chế tanker chân quân thì bạn sẽ thấy câu đắt sắt ra miếng là hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Batman tấn công đối thủ càng thấp máu, lượng sát thương mà phi tiêu rơi gây ra càng đáng gờm. Khi bạn sử dụng phi tiêu rơi lên một vị tướng phun máu, bạn sẽ thấy tác dụng chẳng là bao. Nhưng bạn thử ném lên phi tiêu rơi một vị tướng dưới 50% lượng máu xem, quá kinh khủng đó các bạn ơi. Tanker còn ngắn với lượng sát thương thì nói gì tới vị tướng xạ thủ hoặc là pháp sư. Chắc chắn là một combo một mạng rồi. Ghét nhất chắc chắn là cái kiểu phi tiêu rơi bay lên đầu, biết là chắc lên bảng liếm số mà không biết phải làm như thế nào rồi. Chắc chắn anh em từng trải qua. Top 4, Malok được đánh giá là một trong vị tướng đấu sĩ mạnh nhất và cân bằng ở rất nhiều mặt, từ việc sở hữu khả năng đánh xa hơn các vị tướng đánh gần hay là tầm sát thương chuẩn và khả năng hút máu phần trăm rất là đáng gờm khi mà tổn thất. Tanker nào có nhiều lớp giáp ảo thì đều phải trả giá cực đắt khi gặp Malok. Ví dụ như là Roshi, rồi sau đó là Jimenez, đó chính là Senia. Ngoài ra kỹ năng tối thượng của Malok thực sự là nỗi khiếp sợ đối bất kỳ tướng địch nào bởi khả năng mở giao tranh tuyệt vời. Malok là vị tướng đấu sĩ mạnh được pick rất nhiều cho trận đấu giải và đang hiện tại. Với người mới chơi thì đây là một sự chọn tuyệt vời nếu đủ tiền mua. Malok có thể kết hợp với nhiều vị tướng tạo nên các combo đáng sợ, đặc biệt như là Kred, một combo huyền thoại từ mùa 2. Malok gần như cực khó bị thua đường, nhưng chính vì khá lù đù nên không cơ động, đó chính là yếu điểm của Malok khiến vị tướng này khó đi gank. Nhưng bù lại, khoản cướp bùa đầu game hoặc là thủ bùa với Malok và đồng đội là nhất hạng. Còn giao tranh, Malok thực sự là chùm, càng đông khả năng gây sát thương càng lớn và hồi phục càng mạnh. Quan trọng hơn, chơi Malok anh em phải biết khép góc trụ, công trụ hay là thủ trụ, có Malok đội bạn cực kỳ khỏe. Top 3, Daurel. Trong số vị tướng pháp sư của Liên Quân, không có mấy vị tướng có được sát thương chuẩn đâu, ngoài Ignis có sát thương chuẩn từ trước cuối hay là Aleister có nội tại. Và với Daurel thì cô nàng này có cho mình nội tại rất đáng gờm, một vị tướng gây sát thương chuẩn ở cái bộ kỹ năng, đặc biệt giúp cô nàng có thể lướt và gây sát thương liên tục khi giao tranh, khiến cho kẻ địch không thể nắm bắt và tung ra kỹ năng gây sát thương cho Daurel. Đặc biệt là các vị tướng tanker thì càng đào đâu ra sát thương để giết Daurel một cách nhanh chóng đúng không nào. Đặc biệt khi Daurel đối mặt với Jimenez thì đúng là cái kiểu gọi là mèo vần chuột. Với bộ chiêu thức của mình nhờ chiêu cuối với khả năng làm giảm thời gian đầu chiêu, Daurel khi tham gia giao tranh vô cùng cơ động, có thể lướt ra lướt vào giao tranh. Bên cạnh đó, với nội tại mang đến sát thương chuẩn, lượng sát thương mà Daurel gây ra cực kỳ khủng khiếp. Ở thời kỳ đỉnh cao, Daurel là một vị tướng pháp sư khắc chế tốt nhất các con bài như là Jimenez, Omen, Roshi, Senia hay là Wunder là cái tên đang nổi trở lại, và rất nhiều vị tướng tanker khác. Tanker còn sợ, huống chi là các vị tướng máu giấy đúng không anh em ơi? Top 2, Slim.
không chỉ là xạ thủ khả năng đi rừng đáng sợ, mà Salim còn được biết đến là vị tướng khắc chế tanker hàng đầu khi sở hữu chiếc cuối thuốc cà rốt tối thượng, trừ trực tiếp vào vật trăm máu của đối phương. Ngoài ra với khả năng di chuyển linh hoạt khiến cho vị tướng này có thể kết điếu bất kỳ ai ở cuối game. Chính nhờ bộ chiêu thức cùng các trang bị chấn phá liên quan, đến cuối game khi các vị tướng tanker có đầy đủ trang bị, đó thực sự là bức tường thịt chắc chắn. Nhưng khi đối đầu với Salim lại là một Salim được bắn free, thì đây đúng là sự kinh hoàng. Đặc biệt khi gặp pha bắn của Salim, nếu có thêm kiếm Fenrir thì càng kinh khủng hơn, thổi bay mọi vị tướng dù châu bò nhà Toro hay là Badum đều khóc thét. Top 1, Greenock. Với kỹ năng và sức mạnh hiện tại, Greenock đang trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả các vị tướng, chứ không riêng gì các vị tướng tanker, khi nhờ chiêu 1 ấu trùng quỷ gây lượng sát thương phép theo phần trăm máu tối đa của mục tiêu. Ngoài ra còn giảm thời gian hồi chiêu 3 giây và hồi năng lượng tiêu hao nếu mà trúng mục tiêu và kích hoạt. Thật đáng sợ đúng không nào? Greenock còn được mệnh danh là một trong vị tướng khắc chế tanker hàng đầu hiện nay, một ủi bay ổn mạng, là anh em có thể hiểu được sức mạnh khôn lường của Greenock ra sao rồi. Nên chúng ta có thể nói các vị tướng khắc chế của tanker thì đúng là sát thần đối với các vị tướng màu giấy. Trên đây là top 5 vị tướng khắc chế tanker tốt nhất dành cho anh em. Nếu đồng quan điểm hoặc có ý kiến cá nhân, nhớ bình luận dưới video này nhé. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên
ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.